Đem ra bán bún. Em đang bán bún cho chị ạ. Bây giờ cần gì xinh đâu Đức Nguyễn. Đã bao giờ tôi xinh đâu. Đang buồn đây. Mấy ba mấy má còn chuyện gì để tấu nữa không? Để yên cho idol lòng tôi được nghỉ ngơi, được hạnh phúc không? Tôi khổ lắm, tôi đi nhậu cũng không vui. Tự dưng mấy ba mấy má sông đã lặng gió chẳng đừng rồi, cái tấu tiếc làm gì. Em hôm em tấu đây. Em có một chuyện em tấu Trường Giang thờ ơ với em suốt bao nhiêu tháng qua. Ngày nào cũng gửi một phần bún đậu mà anh ấy thờ ơ tình cảm của em đây. Nên là mấy ba, mấy má, mấy mẹ, mấy ơi. Thôi cho các mẹ một tháng, hết tháng 5 các mẹ tố nốt đi nha. Cho người ta yên lành đi. Sợ ghê cơ. Thời buổi này gì mà tố hoài vậy. Mấy má đẹp, mấy má thanh cao thì xã hội ai cũng biết rồi. Làm ơn mấy mẹ tha cho lòng anh của lòng tôi đi. Tôi yêu Trường Giang thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm nay rồi, tôi tỏ tình bao lần người ta có thèm để tâm đâu. Tôi gửi bún đậu chắc bún đậu mùi mắm tôm người ta không thích. Nhà mấy ba mấy mẹ, để cho người ta yên đi. Ngày nào tôi cũng gửi hai suất mắm tôm, bún đậu mắm tôm. Gửi suất đầu tiên là cho anh quản lý của Trường Giang là anh Vũ. Xong tôi gửi một phần bún đậu mắm tôm, lòng chiên, bánh gối, chả cốm nhà tôi đầy đủ đến cho anh Giang. Anh ấy quay ở đâu em mang đến đấy. Anh ấy quay ở tỉnh em mang theo cả bộ đồ nghề bếp núc đến tận tỉnh. Em ngồi em chiên, em ship đến nơi anh cũng không ăn. Anh ấy bỏ bê phụ bạc lòng em vậy đó. Đấy, tôi khổ tâm vậy đó. Làm gì thì làm mấy mẹ. Tố nốt, tố hết tháng 5 thôi nha. Đến tháng 6 đến lượt tôi bung lụa rồi đấy. Tố hết tháng 5 đi cho tôi yên lòng. Để chuẩn bị đến lượt tôi tố ngược lại. Tôi quan tâm yêu đương mà để lòng thương trộm nhớ. Người ta đâu có trả lời. Tôi khổ tâm lắm đấy các bác ạ. Chắc là do xấu quá. Phải phủ phấn vào thôi. Phủ phấn vào thôi. Thôi nha mấy mẹ. Mấy mẹ xe dùm con đi. Để truyền đạt lại tư tưởng với mấy mẹ. Mấy mẹ thánh nữ cao sang của cái showbiz này. Hết cả hồn. Để cho người ta yên được không mấy mẹ. Mấy mẹ thanh cao thì ai cũng biết rồi. Mấy mẹ đẹp thì ai cũng phải công nhận rồi. Làm ơn mấy mẹ thanh cao và những cái mẹ mà luôn luôn nói là không muốn người khác tổn thương, là muốn khâu cái mồm là ai. Khâu bớt cái mồm là ai. Đừng có moi chuyện người ta nữa mấy má. Để cho người ta yên. Mấy mẹ ra MV thì các mẹ cứ ra đi nha. Còn em quay cái live stream này chủ yếu là để PR quán bún đậu nhà em thôi. Chủ quán bún đậu là đã từng tỏ tình với Trường Giang rất nhiều lần. Và gửi bún đậu đến rất nhiều lần ở các trường quay, các chương trình. Ơn rời cậu đây rồi. Các thể loại mà anh vẫn từ chối. Hôm nay cảm thấy uất thận. Đăng đàn lên tố. Tỏ tình mà người ta không chấp nhận. Đấy em tố nốt rồi, còn các mẹ tội gì tố nốt đi. Anh của tôi đã ăn không ngon ngủ không yên rồi, các mẹ chưa hài lòng chăng? Xuất ruột. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
tắt con mẹ đèn nhà người ta xong rồi nhà mình chưa sáng được đâu. U hồn mấy mẹ à, mấy mẹ toàn bật lắp quan tài. Má ngày mưa, vào mùa mưa rồi nha. Đừng bật nắp quan tài ngập mồm ngập miệng đấy. Nước sông nước cống đẩy vào mồm cho. Mấy mày sốt cả ruột đi làm nồi lẩu cá măng chua không yên lòng. Không uống được một cốc bia nào thì cảm thấy bực bội à. Đó, mấy mày thanh cao tài năng, các mẹ tự nổi tiếng đi. Sốt cả ruột. Hát thì đeo lên đầu, đóng phim cũng đeo lên đầu. Bày đặt sốt ruột. Game. Các mẹ thanh cao thì các mẹ cứ tự xoay gương. Sốt ruột. Phấn Luma 850.000. Mua hàng liên hệ tôi 0909 898 378. Tôi bất tài vô dụng, chỉ bán hàng thôi, bán bún với bán phim mỹ phẩm thôi. Ai mua ủng hộ tôi nha. Còn mấy mẹ làm ơn, đóng phim hay, hát giỏi, nhảy đẹp, vũ đạo giỏi, hình thể đẹp, các mẹ tự nổi đi. Để cho anh tôi yên. Đây này, hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng 5 rồi. Còn có 11 ngày nữa rồi, 21 ngày nữa. Còn những mẹ nào ABCD thì tố khẩn trương đi. Tố nhanh khẩn trương đi. Để cho anh tôi hết tháng 5, anh tôi hết vong ám. Sang mùa mưa rồi, đốt giấy tiền vàng bạc không được. Trời mưa đốt không được, tắt suốt à. Em đeo kính vào đọc comment này. Đúng không? Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa mưa. Ai? Quán em giờ này chỉ có từng đây khách thôi. Em đang PR quán bún đậu nha, em nói thẳng luôn nha. Đấy. Em PR quán bún đậu nha, em mời các bác đến ăn ủng hộ. Để em có động lực mua thêm nhà ở gần nhà anh Giang. Em ở nhất cự ly nhì tốc độ. Em đến em ở thẳng cái khu tầng trệt luôn. Mua thêm một căn khu tầng hầm. Anh Giang ra khỏi nhà là em phi theo. Anh ơi, I love you sâu mặt. Nha. Các bác nhớ đến ủng hộ bún đậu của em để em mua thêm vài căn nhà. Em ở ngay tầng hầm khu chung cư nhà anh Giang. Mấy má mua thẳng đến đấy ở. Hết cả hồn. Còn 21 ngày nữa hết tháng 5 nha. Mấy mẹ có tố gì tố nốt đi nha. Hết tháng 5. Hết tháng 5 là bắt đầu vào mùa mưa. Quán mình bán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Tranh thủ PR này. Quán bún đầu của em ở 102-26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Số điện thoại hotline mua hàng ship 0283 837 7309. Làm thẳng như em đây này, quay live stream là câu view, câu thẳng luôn quảng cáo cho quán mình. Hết cả hồn. Em nói rồi nha, em thích anh Trường Giang rất nhiều năm nay rồi, tỏ tình rất nhiều lần. Anh quay phim ở đâu em đến chỗ đó, nhất cự ly vì tốc độ, nhưng anh không thích em. Anh bỏ qua cái tình cảm của em. Anh bỏ qua, anh bơ em. Em không bao giờ chết. Em vẫn ăn ngon mặc đẹp. Anh nghĩ là thánh thơ chứ không phải là thánh thơ. Đây này, em mới mua cái đầm đây này. Để em mặc mà anh cũng bỏ qua em. Em đã nhắn tin cho anh rồi là em ngồi ở quán Tân Lập, gọi sẵn một nồi lẩu cá măng chua chờ anh ra. Anh bỏ qua tin nhắn của em. Em cảm thấy rất buồn lòng. Hóa ra là hôm nay có đứa tố anh. Anh không nghe điện thoại của em. Anh thờ ơ em. Anh không được. Anh đã bỏ bê em rồi. Giao ở đâu tao tiết kiệm, tao đi giao luôn. Ship ở đâu rồi? Bùi Thị Xuân 30. Này, chìa khóa lấy đi, đưa về cho tao 10.000 tiền đổ sang. Kinh tế khó khăn lắm các bác hiểu không? Em phải ship tranh thủ 2 phần bún đậu đầy đủ, 3 tour đầy đủ đến khách sạn cho khách của Bùi Thị Xuân quận 1. Kiếm luôn 10.000 tiền xăng. Kinh tế khó khăn lắm. Đi đi. Tao mới đổ xăng 50 đấy. Em gọi hẳn một con cá, cá điêu hồng nấu măng chua mà anh không nghe máy. Hóa ra là hôm nay anh bị chúng nó tố, anh đau đầu. Em chấp nhận là một kẻ mãi mãi bên cuộc đời anh, chỉ ngắm anh từ xa và không nói gì. Khi nào anh buồn em nhắn tin cho anh ăn mắm tôm không? Ăn bún đậu không? Em sẵn sàng đối đầu với tất cả những cô gái mà ở xung quanh anh. Anh hãy bỏ qua hết chúng nó đi, quay về bên em. Được chưa?
Nói thấy được chưa? Đi má. Mấy ba mấy mẹ nha, nhớ truyền đời báo danh cho mấy con mạch bánh bèo. Mấy mẹ đẹp sang, các mẹ tự đẹp tự sang. Mấy mẹ tài năng tự nổi tiếng. Ví dụ như tôi này, tôi không tài năng, tôi chỉ có một cái tài là chửi bậy. Như hát hay, thánh chửi Minh Dự gặp thánh chửi Trang Khàn còn phải tắt điện. Nha. Mục đích của em quay livestream này chính là quảng cáo quán bún đậu mắm tôm của em tại quận 1, địa điểm 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Em không nhắc gì đến anh Giang cả, em khẳng định là anh Giang không hề thích em. Mặc dù em rất nhiều lần nhắn tin gọi điện anh không nghe máy, gửi bún đậu anh từ chối. Em mua chuộc đến anh trai của anh Giang là anh Vũ, quản lý anh Giang, rủ đi nhậu rất nhiều lần, anh Vũ cũng từ chối. Em không có cơ hội nào để tiếp cận anh Giang cả, vì em rời xa showbiz từ lâu rồi, em bán bún đậu không à. Em chỉ còn cách là dò vào fan club của FC Trường Giang, em xem anh ấy quay phim ở đâu, em gửi bún đậu đến đó, anh cũng từ chối. Anh bảo là tao, anh không thích ăn bún đậu mắm tôm, vì nhà anh có quán cơm 10 khó, anh ăn cơm nhà anh cho nó đỡ trúng độc, nên là anh không ăn bún đậu nhà em đâu, anh ăn cơm 10 khó của quán anh. Anh ăn quán cơm 10 khó nhà anh rồi. Anh có cà bố anh gửi vào, kiệu bố anh gửi vào, không ăn bún đậu mắm tôm. Anh người miền Trung không ăn bún đậu mắm tôm, em đừng gửi cho anh nữa. Anh từ chối tình cảm của em. Nhưng cuộc đời này, nguyện đời này kiếp kiếp yêu em yêu anh được chưa? Đấy, thẳng thắn nhá, dựng một tòa cây si ở nhà anh Giang nhá. Chuẩn bị mua căn nhà tầng trệt rồi đấy. Anh Giang ra khỏi nhà là phóng xe đuổi theo. Bác Nga ơi, bữa Tết anh Giang có gửi em một thú dưa món, có chữ Trường Giang, 10 khó. Em gửi tặng cho bác đấy, nhưng đấy là gọi là anh ấy bố thí tình cảm cho em, để em được ăn Tết ngon lành thôi. Chứ thực tế anh ấy cũng nhắn tin rồi. Hú, hú kiệu này ba anh làm là việc anh định tặng cho quản lý của anh, nhưng mà nó bị té re, nên là anh không tặng cho nó, anh tặng cho em để em ăn với bánh chưng nhà Nga béo đấy. Em ăn nha, nhưng đừng bao giờ nhầm tưởng anh không thích em đâu. Anh ấy thẳng thắn lắm nha. Nên là mấy ba mấy mẹ nha. Tôi thẳng thắn rồi đấy. Nên mấy ba mấy mẹ tránh xa cái người tình trong mộng của tôi ra nha. Tôi quyết chí với mấy mẹ đó. Mới đặt mua cái chung cư rồi, ngay cạnh chỗ khu anh ấy ở. Quyết định là phải tập gym, sáng chạy bộ 2 vòng. Trời ơi bác Nga ơi, phải tìm cách nào để mua chuộc, để gặp được anh ý bây giờ. Không gặp được. Hay là bác Nga tập thể dục cho nó gầy đi, cho bác Nga tiếp cận anh Giang đi. Có khi anh Giang đổi gu đấy. Chân dài da trắng anh Giang chán và sợ rồi. Nhiều khi anh thích say lưu. Bác Nga béo có khi nào anh thích say lưu không? Đổi gu. Sau nhiều lần bị chân dài từ chối, bóc phốt, giờ yêu say lưu, có khi lại không bị bóc phốt đâu. Trời ơi, có khi nào em mua căn hộ ngay cạnh anh Giang không? Mấy con bánh bèo nó tặng mà bánh kem nhầm chỗ, em mang sang cho nhân viên em ăn. Mà thôi không ăn đâu, thả cho cá ở sông nó chết. Nhiều khi mấy con mẹ bánh bèo, tôi mua căn hộ đối diện anh Giang giả gửi nhầm, mắt gương cầu lồi nhìn nhầm, nhìn nhà anh Giang ra mẹ nhà tôi, để nhầm bánh kem trước cửa nhà tôi không ăn đâu nha. Ôi cũng không cho nhân viên ăn được, thì mẹ bọn này chúng độc ghê lắm. Nó chơi ngải nói vào đấy kinh lắm, không được. Mấy con này nó nguy hiểm, nó yểm cái ngải nói vào cái bánh kem. Anh ăn là nó nói gì anh nghe đấy là chết, anh không được ăn nha. Tránh xa những cái bánh kem ra, anh tuyệt đối không ăn bánh kem. Không được ăn bánh kem, không được uống những loại nước sinh tố người ta gửi. Anh hãy tin tưởng vào em biết nấu ăn, em đã học các món miền Trung rồi. Anh cứ đi theo em, anh tuyệt đối không được ăn bánh kem nha. Bánh kem anh cứ thảy hết sang quán bún đậu, nhất định nhân viên nhà em không ăn. Chúng nó đi theo con đấy thì sao? Em đem ra sông Sài Gòn em thả cho cá ăn, nó chết nổi lành phành. Nga nó trôi thẳng về Biên Hòa Đồng Nai, thoát xác. Hôm nay là chỉ có phủ phấn thôi, chưa có đánh cái gì đẹp đâu. Chết mẹ, sao lại chửi em đồ đồng bóng? Trên bộ đồ của em có gì là đồng bóng? Có tí bóng là bóng tròn, là tròn chấm bi thôi.
Bộ đầm này em của mua của Alice, 1083 Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình, gần ngã 57 Hiền, gần ngã 47 Hiền. Ngã năm chuồng chó, em nhầm. Trời ơi, cá nó chết thì nó cũng thành phân, phân thì nó sẽ tốt cây tốt cỏ, ít nhất là tốt lục bình trên sông. Yên tâm, bánh kem thả xuống sông, cá ăn cá chết, cá nổi lềnh phềnh, phân tử hoại tử thì sẽ tốt cho lục bình. Mình sẽ lại đẩy mạnh cái bộ là người mây che đan đan lục bình xuất khẩu đi Nhật Bản và Hàn Quốc, đang rất hot trên thị trường những cái túi mây che đan đan lục bình. Chanel Coco là có sách những cái túi đan từ lục bình đấy, cũng xịt gọi là chống mục chống nát, mắc phết đấy. Nha mấy mẹ nha, hôm nay là ngày 8 tháng 5, con cho mấy mẹ một cơ hội cuối cùng, là hết tháng 5 thôi. Các mẹ nào đã từng bị anh ý tán tỉnh, anh ý cưa cầm, thì các mẹ làm ơn bóc nốt đi, để hết tháng 5 qua mùa mưa rồi, không đốt vong được. Mùa mưa đốt vong không có được, mưa nó tạt, vong các mẹ không siêu thoát được nha. Tố nốt tháng 5 thôi, để sau tháng 5 cho showbiz nó yên bình đi. Suốt ngày mở báo ra đọc những người tình đi qua cuộc đời anh Giang, sốt hết cả ruột. À không, chị nhầm, mai 8 tháng 5 người ta có khoản trả nợ. Mai chỉ có khoản người ta trả nợ. Nhầm, nó vừa nhắn tin nhắn số tài khoản để mai nó trả nợ. Nhầm, mùng 7 tháng 5 còn 23 ngày. Mấy mẹ làm ơn nhá, tố nốt đi. Hết tháng 5 là vào mùa mưa. Sài Gòn mùa mưa, mưa thối đất thối cát, không đốt được hình nhân đâu. Sốt hết cả ruột ra, không đốt được hình nhân thế mạng nhá. Tố nốt đi. Cái gì ông nội? Trời lại đến ông nội này nữa, trời ơi quá đang vắng nha ông nội. Sốt ruột đây. Mệt hết cả mồi. Khổ lắm Trang ạ. Khổ chị yêu anh Giang thầm thương trộm nhớ, anh ấy từ chối chị mấy năm trời mà chúng nó vẫn không để yên cho anh ý. Khổ, có thể là da chị không trắng, chị phải bôi kem trắng da thôi, phải trắng nữa, phải vếu tèo lèo phèo nữa thì mới được, phải ngập ngụa bờ đê. Thôi nha, mới mua có 1 tấn gạo với 1 tấn muối thôi để rắc muối gạo mấy mẹ đó. Hình như là hot trend năm nay là bóc phốt đấy mấy mẹ. Mấy mẹ cứ mở mồm ra gì à, tôi cũng là một thân phận cô gái, tôi cũng là đàn bà, tôi cũng mong muốn một tình yêu đẹp, tôi cũng mong muốn một tình yêu lãng mạn à, tôi không muốn làm tổn thương người khác, nhưng tổ sư tôi cứ nói con mẹ nó ra để cho người ta đau lòng thôi. Em không muốn làm tổn thương ai hết á, vì em cũng là đàn bà, em cũng là phụ nữ, em rất cần một tình yêu, một sự chân thành, một sự bên nhau. Em rất mong muốn điều đó. Nhưng mà em phải nói ra điều này, bởi vì em muốn tốt cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Vậy mà anh ấy thật là bội bạc. Thôi, cao cả vờ cả lờ. Mấy má cao cả, thánh cao cả, kinh lắm, buộc mẹ tóc lên đi. Sốt hết cả ruột. Để yên cho người ta đi má. Đổi thông hai bộ rồi mấy mẹ. Ông Giang năm nay bao nhiêu tuổi ta chúng mày? Biết bao nhiêu tuổi không? Anh tôi chết rồi, tại sao người tôi yêu tôi thì đéo nhớ tuổi nhỉ? Ôi trời ơi, em Hà Đức Trinh gọi điện. Chị nghe Trinh ơi, đúng 1 phút chỉ có mặt. Đây 1 phút chỉ có mặt Trinh ơi, chị ra liền. Ok em yêu, ok. Trời ơi, em Hà Đức Trinh, em yêu của tôi. 76 Lê Lai, ôi trời, không phải 76 Lê Lai đâu, chúng mày lại phi đến chụp hình với em tao. Không phải 76 Lê Lai đâu nha. Anh ấy 35 tuổi qua con mẹ nó tan tay rồi, sao lâu thế nhỉ? Chúng ám lâu thế nhỉ? Rắc muối giải gạo với mấy con quỷ. Ồ, mình yêu vậy thôi, yêu để trong lòng. Mình đâu có xem tuổi. Đâu như mấy mẹ xem tuổi để yêu, trượt mẹ rồi. Mấy con nó xem tuổi để yêu, chúng nó chói kinh lắm đấy. Mấy anh mấy chị cẩn thận nha. Yêu đứa nào nó hay đi xem bói thì tránh xa nó ra. Chỉ đi xem cô Yến Phong Thủy thôi để biết làm ăn. Đừng xem, đừng yêu những con hay đi xem bói. Nó cúng, nó kiếp, nó yểm bùa, yểm ngải. Các anh chị tránh xa nó ra.
đàn ông đàn bà yêu mấy con thì hay đi xem bùa xem ngải, hay đi yểm bùa yểm ngải, hay đi cúng lập là lập lờ, hay là nuôi những con ngải trong nhà tránh xa nó ra, nhưng nó yểm đéo thoát được đâu. Mấy con này nó yểm đéo thoát được đâu, ốp vong sống vong chết đây, tổ sư vong chết còn được, cúng hồn báo cô, cúng hình nhân thế mạng cho được, chứ vong sống là không thể nào ốp đi được. Bọn vong sống nó nguy hiểm lắm. Ờ, ra la chim bị chim đen á, chế hết máy hết pin rồi nha. Thôi chế không thích livestream với trinh đen, lát chế ra chụp bức hình thôi cho chúng mày biết là chế mặc cái đầm này là có trinh đen không. Chúng mày bảo chị là xạo lờ, chị không quen sống xạo lờ, nhưng mà chị không được ạt Facebook trinh đen à, chị cũng không có nhu cầu ạt. Quý các em là đi thôi nha. Thôi trinh đen không quay, chúng mày lại cứ tưởng tao đu đeo em tao ra mời ra cốc nước suối nha. Chế đi nha, trinh đen đang đợi này. Cho chúng mày đọc tin nhắn không, chúng mày bảo tao điêu này. Trinh đen là hệ là chị xinh đẹp, gọi chị Trang xinh đẹp này. Hôm nay em đi quay hình nhá. Chị xinh đẹp tuyệt vời, trời ơi. Thôi nha, đi ra nhậu với các em đây, bye bye.